Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo lưu ý người dùng về hình thức lừa đảo trực tuyến mới qua email có quy mô quốc tế và hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam. Để phòng tránh sập bẫy lừa đảo, người dân được khuyến nghị cảnh giác với những cuộc gọi tin nhắn lạ, nhất là cuộc gọi tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo các yêu cầu của đối tượng. Không tin vào những công việc dễ dàng, việc nhẹ lương cao, không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Cần cảnh giác khi có người lạ làm quen trên mạng, thường xuyên thay đổi mật khẩu và cài bảo mật hai lớp. Nếu phát hiện lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an.